Ngày hôm nay 1 tháng 7 thì các trường tiểu học trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã bắt đầu tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 theo hình thức trực tuyến. Thời gian tuyển sinh kéo dài đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2019. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phương thức tuyển sinh vào lớp 1 của các trường tiểu học năm học 2019-2020 vẫn như năm học trước tức là theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định. Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh truy cập vào trang web tuyển sinh đầu cấp gov vn khai báo các thông tin theo yêu cầu và làm theo hướng dẫn. Trong trường hợp không áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể làm thủ tục tuyển sinh cho con bằng hình thức trực tiếp, đến trường nộp hồ sơ trực tiếp cho ban tuyển sinh trong thời gian từ ngày 13 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2019.